Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe Vinner V3, V4, Exciter 155 nha. Thì hiện tại giá xe mới nhất ở đầu tháng, anh chị bạn có nhu cầu thì mình chịu khó mình tham khảo nha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Luyến hỗ trợ giới thiệu ông Luyến ạ. Hello cả nhà nha, hỗ trợ riêng ngay về một em xe Winner không cần trả trước nha. Còn nhận thêm 2 triệu đồng xe mang về, áp dụng với khách hàng với cái giá xe ưu đãi cũng như là xăng xe đi lại khi có liên hệ đặt lịch trước cho Luyến qua số điện thoại hoặc là Zalo 0905299064. Ngoài ra Luyến còn gửi thêm 1 triệu đồng tiền hoa hồng giới thiệu khi mà mình có người thân bạn bè đến mua xe giới thiệu tới cửa hàng em Luyến có đặt lịch trước cho Luyến ha. Thì dòng xe Winner hôm nay lên khá là nhiều màu 3D đẹp con nha cả nhà. Tranh thủ thời điểm vàng để mua xe là thời điểm 11/12 này, anh chị em hay ơn về mẫu nào thì liên hệ cho Luyến rinh ngay xe với giá ưu đãi nhé. Ok, đầu tiên thì có màu trắng đỏ đen này, vàng đen này, tím titan này, xám này, màu xanh này. Xanh thì có rất là nhiều màu xanh, anh chị bạn nào cần cái màu xanh nào thì mình chụp lại màn hình mình nhắn tin qua Zalo ha. Thì hiện trên này thì có thêm màu rẹp son này mọi người, trắng cam này, cũng tím titan này, màu xanh cũng nhiều lắm. Thì hiện tại mức giá của Vinner V3, V4 như hiện tại em đang hỗ trợ mức giá của một em xe Vinner V3, V4 thì mức giá chỉ từ 36.900 đến 39.900. Có hỗ trợ sơn độ theo của khách hàng mà ship xe toàn quốc nha. Hoặc là mình ở xa mình nghĩ cửa hàng á, anh chị em mình tới ngay cổng chào khu du lịch Đại Nam hoặc là ngã tư Sở Sao. Alo liền có hotline ngay dưới màn hình, liền có hỗ trợ đón nữa nhé. Và đợt này cái dòng này mua có cần trả trước không ta? Dạ em hỗ trợ là không trả trước đối với dòng Winner nha. Ngoài Winner em có tận 20 dòng mà xe là không cần trả trước nha. Chị em muốn chi tiết á thì nhắn tin riêng qua Zalo cho Luyến nha. Rồi, bên này thì Winner S155 bản thường bản ABS đi. 2024 rất là đẹp luôn, toàn những cái màu hot màu nhiều anh chị em quan tâm luôn. Mức giá lại vô cùng ưu đãi ha. Hỗ trợ cho mọi người chỉ từ 44.900. Đối với bản tiêu chuẩn này 47.900, với bản cao cấp và bản ABS chỉ có 50.900 ha. Hỗ trợ mua xe trả trước cho Luyến chỉ cần là 4 triệu lên xe nha, cầm có 4 triệu và căn cước công dân thôi. Alo liền cho Luyến là hỗ trợ bao đầu hồ sơ nhé. Rồi, thì đó là giá xe, anh em mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, xin chào.